đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 1201. Mở trận, hình như hồng y nữ ma đang nói là sao không đi ra gặp nàng. Đây là đang nói với người nào vậy? Một lão quái vật đã nghiên cứu sâu về lịch sử cổ đại không khỏi nhíu mày. Theo ý nghĩa trong lời của hồng y nữ ma nói ra, hắn phân biệt được ý nghĩa. Điều kia khiến bọn hắn hai mặt dò xét, chẳng lẽ nữ ma đầu một đường đi tới sát phạt chỉ vì muốn tìm một người. Giờ khắc này, dựa theo hận ý thấy xương trong lời nói của nàng, e là giữa người này và nàng có quan hệ rất sâu, có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết được. Có lẽ là yêu hận tình cừu, càng có thể là mối hận ngập trời. Bây giờ, trong lòng không khác gì nổi lên sóng to gió lớn, nếu lời nàng nói là sự thật, như vậy không phải đã nói rõ là trên đời này vẫn còn có người cùng thời đại với nàng, tất nhiên, không loại trừ việc nàng chỉ đang tự lẩm bẩm một mình, cũng có khả năng nàng không nói chuyện với người khác. Nàng đã vào thành, mở ra đại trận. Ngay sau đó, một vị giáo chủ đại giáo khẽ quát lên một tiếng, bỗng nhiên phù văn trong tay thôi động, trong nháy mắt ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp các nơi trong thần thành. Đại đạo áo nghĩa lưu chuyển, lập tức bao phủ khắp nơi. Ngay lúc đó, từng cột sáng ngút trời dâng lên, giống như chém vào bầu trời. Sau đó, khắp nơi truyền đến âm thanh rạn nứt, giống như nhiều đám hỗn độn sương mù từ trên bầu trời hạ xuống, bao trùm cả tòa thần thành. Nơi đây lập tức trở nên mờ mịt, vô cùng mơ hồ, mông lung, giống như đang đi tới thời kỳ cổ xưa nhất, lúc trời đất chưa phân. Đại trận khôi phục, xuất hiện khí tức khủng bố, vây khốn hồng y nữ ma ở bên trong. Chỉ có điều ánh mắt của nàng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Sau khi đi vào trong thành, nàng cũng không bởi vì trận văn nơi đây hay cạm bẫy đã được bố trí mà có chút gần sóng nào. Lạnh lùng vô tình, dường như chỉ biết đến giết chóc. Bùng Nhanh chóng xuất thủ, giết chết yêu ma đó để trời đất được an bình Giết Sau đó bốn phía cửa thành Đông Tây Nam Bắc đều có cường giả xuất hiện Trên người thần quan lượng lờ, bắt đầu phối hợp với trận văn nơi đây ra tay với nàng Hắn ở nơi đó Ánh mắt đỏ trực của hồng y nữ ma tựa như một viên đá quý màu đỏ hoàng mỹ Lúc này, nó đang rơi vào chỗ sâu trong thần thành Ở nơi đó nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc Thế là nàng bước đi đến, từng đạo trận văn từ dưới chân trên đường phố khôi phục, bộc phát ra thần uy mạnh mẽ không gì sánh được, chúng đánh vào trên người nàng. Mỗi một khoảng không ở nơi này đều hiện lên đầy trận văn, chúng không cho phép nàng tiến nhiều hơn một bước. Quang hoa chói mắt tỏa ra ở nơi đây, chúng tựa như vô số viên tinh thần nổ tung, làm cho người ta không mở nổi mắt. Loại thần uy cường đại đấy, cho dù là kẻ thành đạo cũng khó mà chống lại được. Giờ phút này, ngay cả Hồng Y nữ ma dường như cũng bị ngăn cản, nhưng ánh mắt của nàng vẫn hướng về nơi xa, bước đi có chút khó khăn, rất khó cất bước về phía trước. Nàng đang tìm kiếm phương hướng trong mắt trận. "Nhanh lên, xuất thủ ngăn cản nàng lại, nếu không làm vậy Hồng Y nữ ma sẽ trốn thoát, chúng ta sẽ thất bại trong gan tắc." Một vị là nhân vật đứng đầu thái cổ hoàng tộc nhìn thấy hiện tại nữ ma đầu đang thất thần, hắn đột nhiên hét lên một tiếng trong tay nắm lấy tử kim đại chù y lôi điện lốc bốc nổ lên giống như một ngôi sao bị bao phủ phù văn tử sắc lao đến trước mặt để giết nữ ma đầu nọ trong bàn tay còn lại của hắn có vô số thần mang đang diễn hóa nhưng hồng y nữ ma chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái giống như muốn xua đuổi con ruồi đáng ghét nàng vung ống tay áo lên không có bất cứ chấn động nào truyền đến vị đứng đầu thái cổ hoàng tộc kia hoảng sợ muốn lui lại thế nhưng đã quá muộn một cái vung tay áo này đánh trên người hắn hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng rất nhiều thần thông bị ma diệt trực tiếp hóa thành mưa máu một vị trí tôn cảnh còn sống cứ như vậy bị nàng giết chết tất cả mọi người không khỏi sinh ra sợ hãi hồng y nữ ma thật sự quá mạnh nếu không có trận văn nơi đây áp chế nàng lại chỉ sợ là bọn hắn càng gặp nguy hiểm sử dụng đế khí những thủ đoạn khác vô dụng với nàng rồi một vị giáo chủ đại giáo kịp phản ứng, không khỏi gào lên một tiếng, trên người kim quang cuồn cuộn, thoáng như mặt trời dâng lên. Bắt đầu tiến hành những thủ đoạn còn lại. Những cường giả và lão quái vật khác cũng như thế, đến một bước này đã không còn khả năng nào khác, hoặc giết hồng y nữ ma hoặc bị nàng giết chết. Bùng! Từ trước đến nay, nơi đây chưa từng nổ ra chấn động kinh khủng như thế, trời đất âm u, ngay cả tất cả các tòa kiến trúc được thắt sáu trận văn cũng bị phá hủy và sụp đổ biến thành tro tàn trận chiến này tác động đến rất nhiều thứ quét sạch từ trên trời xuống dưới đất có thể nói là tai họa mang tính hủy diệt nếu không có quan hệ với trận văn thì ngay cả bên ngoài vực cũng sẽ chịu ảnh hưởng sụp đổ tan tành hồng y nữ ma tới nói không khách khí thì nàng chính là tồn tại có một không hai trong một kỷ nguyên cường giả giao chiến với nàng không ít kẻ thành đạo cầm đế khí trong tay, khí tức tan thương cổ xưa, rất cẩn thận, chỉ là một cổ pháp thân nhưng vẫn cường đại vô biên như cũ. Lúc bọn hắn giao thủ với hồng y nữ ma, không ngừng ho ra máu mà rút lui, thi triển rất nhiều thần thông kỳ ảo đều tan nát. Có người sử dụng vô thượng thần thông. Chuyển hóa quy tắc của nơi đây thành xiền xích để sử dụng nhưng vẫn bị nữ ma đầu đó một chưởng vỗ thành cho tàn như cũ, căn bản không có cách nào chống lại. Một màn ấy làm cho người ta sợ hãi, hồng y nữ ma không ngừng đi đến bên trong tòa thần thành, dưới chân đạp lên máu thịt và hài cốt, từng đạo ánh sáng rơi vào trên người nàng không ngừng oanh kích đang chéo. Nhưng khí tức của nàng không có bất kỳ biến hóa nào, mạnh mẽ đến mức làm cho người ta run rẩy, dường như đã đạt tới cảnh giới khác. Chương 1202. Hậu chiêu Ầm. Ánh sáng rực rỡ chói lọi nhức mắt lại nổ tung lần nữa. Rất nhiều người ho ra máu mà lui về phía sau. Sắc mặt của một lão quái vật hoảng sợ, không biết rằng trong nháy mắt, nữ ma đầu đã đi tới bên hắn. Ngón tay thon dài nắm cổ của hắn, tựa như nắm cổ gà, không có phí sức gì. Lão quái vật chính là cường giả chuẩn đế cảnh. Nhưng bây giờ, lại vô cùng yếu ớt, hắn cực kỳ hoảng sợ, cả người sáng lên, từng đế văn hiện lên, muốn chống lại hồng y nữ ma. Rồi trong nháy mắt sau đó, bàn tay của nàng nhẹ nhàng bẻ một cái bẻ đầu hắn xuống sau đó bóp vỡ bao gồm thần hồn của hắn cũng đều bị hủy diệt trong nháy mắt đây chính là một quái vật căn bản không thể đánh lại được ban đầu không nên tới đây không thể đánh lại hiện giờ trong lòng rất nhiều người đang hối hận tận mắt thấy kẻ thành đạo cường giả tới trình độ chuẩn đế cảnh ở trước mặt hồng y nữ ma đều không có năng lực chống lại điều đó sao không làm cho bọn hắn tuyệt vọng được thực lực của nàng ta rất kinh khủng tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn nàng ta muốn tới bên chúng ta là không thể nào chỗ tâm trận mấy lão quái vật nói nhỏ ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ đồng thời còn có sự nồng nhiệt nhìn chằm chằm hồng y nữ ma ở chiến trường phía xa rất mạnh nhưng một lát nữa chắc hẳn nàng sẽ cạn kiệt năng lượng cho dù là đi tới chỗ tâm trận chỉ sợ cũng còn một ít thực lực Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là cơ hội tốt. A Di Đà Phật. Các vị thí chủ vì trấn sát nữ ma đầu đó mà chém giết không màng tới sống chết như thế, thật sự làm cho bọn ta khâm phục. Rất nhiều cao tăng Phật sơn xa xưa. Chắp hai tay, biểu cảm thương hại, nhìn đại chiến xa xa. Cố Trường Ca vẫn cảm thấy hắn đã đánh giá cao thực lực của Thiền Hồng Y hôm nay. Đồng thời cùng mấy người của Phật Sơn thi triển Phật quang trong tay, hội tụ vào bên trong mắt trận nhưng nhìn vào tình hình lúc này có lẽ hắn đã đánh giá cao trạng thái hiện tại của nàng ở trong phỏng đoán của hắn lúc này thiền hồng y đã tới trước mặt hắn nhưng bây giờ nàng vẫn bị một đám cường giả kéo lấy bọn hắn thậm chí còn chưa thi triển góc trận văn kia xem ra nàng vẫn chưa khôi phục giữ thương thế vội vàng tìm ta báo thù cố trường ca khẽ lắc đầu không phải đau lòng cho nàng tóm lại vẫn cảm thấy nàng vẫn ngu ngốc như trước đây hắn tùy ý đi đánh mấy đạo pháp lực vào trong tâm trận đồng thời liếc mắt đám lão quái vật bên cạnh vừa nhìn về phía thiền hồng y từ phương hướng này của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy bóng người và khuôn mặt trắng như tuyết của thiền hồng y đang dính vết máu cặp mắt kia vẫn lạnh lùng vô tình như cũ cách trận pháp nhìn hắn nàng nhìn thấy hắn nhưng hắn chỉ tùy tiện cười một tiếng trong mắt của nàng lại hiện lên lệ khí đáng sợ lần nữa. Rất nhiều cường giả sau lưng, đều bị nàng một chưởng đánh bay, cả người nàng sát khí ngất trời, muốn giết tới ở trước mặt hắn. Hận ý vô biên bùng nổ, vì thế lại tăng lên vài trình độ, tu sĩ có tu vi chưa đạt chí tôn cảnh, trong trận đánh trung động này, nháy mắt đã nổ tung, hóa thành máu thịt. Có thể nói uy thế hiện giờ của nàng, đã đến cực hạn trên cơ thể của nàng xuất hiện nhiều vết nứt như đồ sứ, tùy lúc có thể sẽ bể tan tành. bố trí thiên môn, mở gốc trận văn kia. mau. bây giờ, một vị giáo chủ đại giáo bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lúc trước hành động rất là trầm ổn, khi đến giây phút này phát hiện sơ hở trên người hồng y nữ ma, trong mắt hắn chợt lóe tia sáng, sử dụng một món cấm khí. loại cấm khí đó khác biệt rất lớn với các cấm khí khác thủ đoạn tế luyện rườm rà, có thể nói khó mà tưởng tượng. Mới bùng nổ trong nháy mắt, thật giống như mặt trời nổ tung, đánh vào trên người nữ ma đầu đó. Những người còn lại nghe vậy, không chút do dự, bắt đầu sử dụng thủ đoạn cường bạo của riêng mình, chờ đến bây giờ, không thể trì hoãn được nữa. Nếu không tất cả bọn hắn sẽ bị hồng y nữ ma tàn sát ở đây, mất nhiều hơn được. Ngay lúc đó, tâm trận của một góc trận văn bắt đầu sáng lên, chuyển động chói mắt ra bốn phương tám hướng những đại đạo phù văn chuyển động phát ra ánh sáng rực rỡ mà cổ xưa giống như tấm gương sáng chói có thể chiếu rọi các loại đạo pháp từ trên không trung rơi xuống đó là những phù văn màu vàng cổ xưa giống như vật dẫn đại đạo thay đổi như thiên địa huyền diệu ẩn chứa thần uy vô tận hóa thành các loại thần binh đau thương kiếm tích bố triều câu xoa chung đỉnh ấn tỷ phóng tới hồng y nữ ma muốn nàng biến mất tại nơi cao hơn, còn có đại lộ phù văn đang diễn hóa, hóa thành đại thế diệt ma cuồn cuộn, phát ra tiếng động ầm ầm vang trời mà rơi xuống. Từng luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ trút xuống, khí tức siêu việt đế uy, khiến núi lở đất mòn, tất cả hóa thành tro bụi. Tất cả mọi người tất cả phấn chấn, nhìn một màn kia, cảm thấy có hy vọng. Cường giả còn lại không chút do dự, đồng loạt thúc giục cấm khí trong tay, cùng nhau hướng tới nàng ở bốn góc của cửa thành thần thành, bây giờ, hết thảy phản phất hòa vào trời đất với rất nhiều quy tắc dung hòa toàn bộ. Sau đó xen lẫn với từng cột sáng to như núi, đánh về phía hồng y nữ ma. Giờ phút này, ngay cả khu vực bên ngoài cũng nứt ra một đường, vô số ánh sáng lóe ra. Từng tia tinh thần giống như là đã tập luyện trước đó. Xen lẫn bên khí tức mông, rơi xuống phía dưới. Tựa như hảo kiếp trên trời rơi xuống, muốn hủy diệt tất cả mọi người, trong khí tức mênh mông, xen lẫn ý định tiêu diệt thế giới. Khí tức như vậy làm cho người ta sợ hãi hoảng sợ, không dám tưởng tượng. Chương 1203. Giở trò. Ầm. Một tiếng ầm vang khủng khiếp, vang khắp chân trời, thậm chí truyền ra ngoài trận pháp, truyền khắp nơi không kể bất kỳ một xó xỉnh nào, làm cho rất nhiều tu sĩ và sinh linh ở thần thành đang chạy trốn nghe thấy đây là tiếng động lớn. Ở trong âm thanh đó, thậm chí còn ẩn chứa đại lộ tối tâm bể nát. Sắc mặt của nàng lạnh lùng không có gợn sóng, không tránh không né, đi tới chỗ cố trường ca đang đứng. Cho nên, nàng hầu như bị ánh sáng rực rỡ đánh trúng. Trong nháy mắt, trên người nàng quát ra khói xanh, sát khí cũng là bị đánh tan, cả người lão đảo một cái, hình như khó mà đứng vững. Dưới chân của nàng, mặt đất tan tành, đánh ra cái khe lớn kinh khủng, thậm chí có thể sâu tới dưới lòng đất. Mà trên cơ thể của nàng, vết nứt rất rõ ràng. Trong đó có vết máu thấm ra. Cơ thể của hồng y nữ ma rất kinh khủng, cảnh giới đã siêu việt nhận thức của mọi người, không có ai có thể làm tổn thương nàng. Chẳng qua vết thương ban đầu của mình khó mà khép lại, lại bị ngoại lực đánh vào, hiện tại mới bắt đầu tái phát. Mà một màn đấy rơi vào trong mắt tất cả mọi người, chính là Thiền Hồng Y bị thương, không nhịn được hoang hô, thở phào một cái. Nữ ma đầu đó không phải là vô địch, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn làm cho yếu đi, mà bây giờ thương tích trên người nàng chính là cách chứng minh tốt nhất. Chỉ cần tung thêm vài chiêu như thế, sớm muộn gì thì Hồng Y nữ ma cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Trong lòng rất nhiều cường giả lại có hy vọng, dự định phối hợp ra tay lần nữa. Không thể không nói một góc trận văn đó thật sự kỳ dị, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu khó có thể dùng lời để diễn tả. Ở tâm trận, một đám lão quái vật cũng thở vào ra, lộ ra nụ cười rồi nói, xem ra góc trận văn này thật hữu dụng khi đang nói chuyện, bọn hắn lại đánh vào đó pháp lực lần nữa. Để chống đỡ tâm trận. Một kích vừa rồi, nếu bọn hắn không có phối hợp, thiền hồng y sẽ không bị thương như vậy. Tuy nhiên để duy trì tâm trận này, phải tiêu hao số lượng lớn pháp lực cho dù bọn hắn cũng cảm giác có chút không chịu nổi, bắt đầu lấy ra đan dược, một mạch nuốt vào. Đám cổ tăng Phật Sơn, ngồi xếp bằng ở nơi đây, không ngừng tụng cổ kinh, lấy bí pháp nào đó cung cấp pháp lực để chèo chống tâm trận. Cố Trường Ca phối hợp đánh pháp lực vào trong đó, nhưng con mắt của hắn vẫn luôn rơi vào trên người Thiền Hồng Y. Thấy bộ dạng hiện tại nàng, cảm thấy đã đến thời cơ. Sau đó trong bàn tay hắn, một đại đạo phù văn màu đen theo pháp lực rơi vào tâm trận. Sau khi làm như vậy, hắn mới hứng thú quét mắt mấy người trước mặt một cái. Sự tiêu hao trong tâm trận trở nên mạnh mẽ, xem ra hồng y nữ ma định xông ra trận pháp, có thể nàng ta muốn rời khỏi. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên sắc mặt của một lão quái vật thay đổi, cảm nhận được lực phản vệ rất mạnh trong tâm trận. Bọn hắn muốn duy trì trận pháp, cần có lượng lớn pháp lực. Hắn cảm thấy mình sắp giữ không được, phải biết hắn mới nuốt một ít thần đan, nhưng đã tiêu hao hết pháp lực, căn bản bổ sung không kịp. Duy trì trận pháp cần rất nhiều pháp lực, dựa vào mấy người chúng ta, sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ tiếp. Mấy lão quái vật còn lại, sắc mặt biến đổi, bọn hắn đã đánh giá thấp pháp lực dành cho góc trận văn này. Khi hết pháp lực, rất có thể trước khi bọn hắn bị hồng y nữ ma giết chết, sẽ bị hao tổn đến chết. Tính sai rồi, không nghĩ tới thôi động toàn lực cho trận văn đó lại tiêu hao lớn như thế. Giờ phút này, sắc mặt của cố trường ca hơi trắng bệt, cho mày, có chút ngưng trọng, thở dài một hơi. Nếu chúng ta bên đây mất sự chống đỡ, chiến cuộc sợ rằng sẽ lại thay đổi lần nữa. Sắc mặt của một lão quái vật khó coi, rất không cam lòng, cảm thấy bọn hắn đã tính sai. Thật vất vả mới thấy được cơ hội, chẳng lẽ phải buông tha. Bọn hắn không cam lòng chúng ta kiên trì một lúc nữa đi lúc ấy nên nghĩ đến trận văn có thể đối phó với nữ ma đầu kia há lại đơn giản như vậy sắc mặt của mấy vị cổ tăng phật sơn cũng trở nên rất ngưng trọng thở dài một tiếng nói bọn hắn cũng cảm thấy pháp lực của mình đang bị trận văn này điên cùng hấp thu nhưng lúc trước có rất nhiều giáo chủ đại giáo đánh nhau với hồng y nữ ma có thể nói chết rất thê thảm nếu nơi này xảy ra vấn đề tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ cục diện. Tuy nhiên, không bao lâu thì có người không chịu nổi, vội vàng ngừng lại không rót pháp lực vào chèo chống trận pháp. Nếu tiếp tục không chừng như vậy, căn nguyên sẽ bị tổn thương, cứ thế mà bị tiêu hao rồi chết ở nơi đây. Sau đó, có người đã dừng lại việc rót pháp lực vào tâm trận. Những người còn lại cảm nhận được lực cắn nuốt nhất thời trở nên hoảng sợ hơn, sau khi ít đi sự chia sẻ trong nháy mắt áp lực của bọn hắn nặng gấp mấy lần. Cảm giác kinh khủng khi bị cắn nuốt pháp lực, giống như bị thôn vệ, nhất thời làm cho sắc mặt bọn hắn trở nên trắng bệch. Cho dù một loại lão quái vật có tu vi cao thâm và có thể nói là mênh mông, vẻ mặt cũng thay đổi, vội vàng thu tay lại, không lấy tính mạng của mình ra đùa. Chỉ có thể lấy đan dược nạp thêm. Nếu không thì sẽ không có ai chịu nổi trận văn tà môn ấy một lão quái vật không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói một tiếng vội vàng dùng rất nhiều đan dược bây giờ cho dù là một đám cổ tăng cũng không thể chịu nổi mà lắc đầu dừng lại bắt đầu bổ sung pháp lực cứ tiếp tục như vậy sợ là không được cố trường ca khẽ lắc đầu cũng nuốt một viên đan dược thở dài có chút tiếc nuối nói nếu lúc ấy có thêm vài người bây giờ chúng ta sẽ không mệt mỏi như vậy nhưng ngay lúc đó không biết trận văn này sẽ tiêu hao nhiều pháp lực như thế. Thật sự là thất sách. Hắn vừa nói thì mọi người tán đồng, cho dù là tăng nhân Phật Sơn nhìn hắn không vừa mắt, cũng trầm mặt. Chuyện xảy ra bên đó, đám cường giả ở phía trước đang chém giết thiền hồng, nghe được như thế thì nhất thời sắc mặt của bọn hắn thay đổi kịch liệt. Dường như trong nháy mắt, trận văn bao phủ trời cao, lại có dấu hiệu tiêu tán. Mà hồng y nữ ma nắm cơ hội đấy, Đôi mắt lạnh lùng vô tình dừng lại ở trên người Cố Trường Ca. Một khắc sau, trên tay nàng bắt đầu có đại đạo phù văn biến hóa thành một cái chuông to màu đen xưa cũ. Trung mạnh một cái, truyền ra tiếng chuông kinh khủng. Lúc trước nàng tuyệt đối dựa vào thực lực mà nghiền ép, sẽ không vận dụng thủ đoạn thần thông vân vân. Nhưng bây giờ, nàng biết mình đang gặp phải khó khăn, nếu không phải do trận văn ấy đột nhiên tiêu tán, hôm nay sợ rằng nàng có phiền toái không ít. Về phần tại sao Trận Văn này tiêu tán, lấy thần trí bây giờ của nàng, hiểu cũng cũng không khó. Chương 1204. Ngươi là ai? Ầm. Uhm. Trận Văn tiêu tán, tình thế thay đổi, mới vừa rồi đám người còn rất nhiều phần thắng. Lại nhao nhao sụp đổ ho ra máu, nổ tung tại chỗ, ngay cả một đế khí cũng bị hồng y nữ ma một chưởng vỗ nát, nổ tung giữa trời, vô cùng chói lóa. Chạy mau bây giờ nữ ma đầu đã thoát ở lại chỗ này chỉ chịu chết nhìn một màn kia càng nhiều người chọn chạy ra ngoài thần thành không dám dừng lại sợ lúc sau sẽ bị hồng y nữ ma giết chết nàng đã dùng thực lực mạnh hơn cả đế cảnh chứng minh với mọi người rằng nàng rất đáng sợ đây đã không phải hợp sức là có thể tiêu diệt đừng nói là tâm trận bên kia xảy ra vấn đề muốn đối phó nàng lại càng khó khăn dường như không có cơ hội nào rất nhiều cường giả biết đạo lý đó, mặc dù không cam lòng, nhưng lại không có cách. Tính toán rất nhiều, nhưng kết quả lại đổ xuống sông xuống biển sao? Nhưng người có thể chạy trốn là số ít, giờ phút này, trong con ngươi hồng y nữ ma là sự hung tận, dường như chỉ cần là vật còn sống trước mắt, đều bị nàng đập chết, ngay cả không gian cũng ngưng động, cả thế giới tựa như đang dừng lại vậy. Đây là thủ đoạn kinh khủng, lúc ống tay áo quét qua, trời đất trở nên ảm đạm tất cả mọi người đều nổ tung nơi đó có máu tươi nồng đậm rất khó nhìn thấy người sống là hài cốt hoặc mảnh vụn của binh khí mà nàng tắm máu tươi đi tới tâm trận một đám lão quái vật đang khôi phục thay đổi sắc mặt cảm nhận được sợ hãi và rung động hồng y nữ ma quá mạnh mẽ thượng giới hôm nay sợ rằng chỉ có những cổ lão đang tự hồi phục mới có thể chống lại nàng nhưng một phút sau ở trước mặt mọi người, bỗng nhiên hồng y nữ ma lão đảo một cái. Rất nhiều máu tươi dính ở trên người, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Nhìn như vậy, càng lộ ra quần áo màu đỏ đang bị nhuộm đỏ, giống như ngâm từ máu thịt mà thành. Vốn là trên mặt trắng như tuyết, lại không có huyết sắc, mất đi nét rực rỡ. Tuy nhiên cũng chỉ như vậy mà thôi, dường như nàng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Cái này nàng ta đã là đèn cạn dầu xem ra trận chiến vừa nãy đã tiêu hao tất cả năng lượng của nàng ta bây giờ nàng ta không còn sức uy hiếp đối với chúng ta một màn đấy làm cho một đám lão quái vật và các tăng nhân phật sơn vốn định chạy trốn đồng loạt sửng sốt a di đà phật nữ thí chủ ngươi làm nhiều việc ác có tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy không hôm nay bần tăng sẽ độ trì cho ngươi để ngươi quy y về thế giới cực lạc vĩnh hằng mấy vị cổ tăng phật sơn dừng lại bước chân định chạy trốn khôi phục vẻ mặt thương dân trách trời nhìn thiền hồng y cách bọn hắn rất gần dứt lời bọn hắn tiếp tục ngồi xếp bằng vì để đề phòng vẫn rót pháp lực vào trong tâm trận định mượn điều đó trấn sát hồng y nữ ma rất nhiều đạo huynh cùng tham gia đã như vậy chúng ta nên nói đến lợi ích trước sau khi giết được nàng ta chúng ta phân chia thi thể của nữ ma đầu kia như thế nào dù sao lão phu cũng muốn một khối. Điều ấy tất nhiên là không có vấn đề. Nếu có thể biết rõ bí mật của nàng ta, cũng không uổng công lão phu tốn rất nhiều sức lực tới đây săn giết nàng ta. Mấy lão quái vật thấy vậy, ánh mắt chợt lóe lên, rót pháp lực vào trong tâm trận. Tuy rằng tiêu hao rất khủng khiếp, nhưng đã đến bước này, bọn hắn đã không quan tâm về việc căn nguyên bị tổn thương. Hồng y nữ ma đứng trước mặt bọn họ, trên tóc đen dính máu tươi, nghe được những lời này, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi. Nàng nghe hiểu những lời đó, nhưng nàng không thèm để ý, cũng không cần để ý, hiện tại, nàng nhìn Cố Trường Ca bên trong tâm trận, đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau như vậy sau lần kia ở tán ma uyên. Nhưng, trên mặt của Thiền Hồng Y, lệ khí, sát khí, hận ý, sát ý lần lượt cuồn cuộn nổi lên, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi run rẩy. Nàng lạnh lùng không nói gì, trên người dần dần dâng lên khí tức vô biên. Cố Trường Ca cũng cẩn thận quan sát nàng, từ mi mắt, ngũ quan, thân hình, quần áo, không có bỏ qua điểm nào. Không thể không nói nàng rất đẹp, cho dù ở thời điểm như vậy, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan xinh xắn không tìm thấy tì vết. Nhưng mà ánh mắt kia lạnh lùng vô tình, làm cho người khác cảm thấy có biển máu vô biên, muốn bao phủ tới sau lưng nàng. Trường ca thiếu chủ, chúng ta bên này đã không kiên trì nổi, ngươi nhanh một chút, hồng y nữ ma đã sắp đến gần, không thể chống lại. Bây giờ còn thiếu một cơ hội. Lúc này, thấy Cố Trường ca không còn rót pháp lực vào bên trong tâm trận làm một lão quái vật không khỏi có chút nóng nảy, hô to. Nhưng Cố Trường ca không để ý tới hắn, nhìn Thiền Hồng Y, khẽ lắc đầu nói, đã trôi qua nhiều năm như vậy mà ngươi đúng là không thay đổi một chút gì. Quá mức ngu ngốc nếu định tìm ta báo thù vậy chắc ngươi có niềm tin để ra tay lần nữa lỗ mãn tìm tới như vậy muốn ta giết ngươi sao hắn hời hợt nói không có bất kỳ gợn sóng giống như thuận miệng dạy dỗ hậu bối vậy mà nghe nói như thế một đám lão quái vật và cổ tăng phật sơn ở tâm trận đều sửng sốt không rõ câu kia có ý gì cố trường ca đang nói chuyện với nữ ma đầu trước mắt sao sau khi phản ứng kịp với câu nói này sắc mặt bọn hắn thay đổi khó có thể tin được sinh ra ý nghĩ kinh khủng ngươi lão quái vật vừa mới lên tiếng không khỏi hoảng sợ nhìn về phía cố trường ca giọng nói phát run rốt cuộc ngươi là ai ngươi ngươi biết hồng y nữ ma sao nhưng đi đôi với tiếng suy một cái đột nhiên có trường mâu màu đen xuyên qua mi tâm của hắn tầm một tiếng đánh nát xương sọ bao gồm thần hồn ở bên trong đều bị chôn vùi ngay tức khắc. Chủ thượng, A Đại nhanh chóng ra tay, rất lạnh lùng, tu vi chuẩn đế cảnh bộc phát, vô cùng hùng dũng, làm xong những việc kia, hắn cung kính đứng ở sau lưng cố trường ca, liếc nhìn những người còn lại đang hoảng sợ đến cực hạn. Chương 1205 Ngươi là tội nhân thiên cổ. Khoảng không chấn động. Trường mâu màu đen sắc bén kinh người đột nhiên xông ra, rồi dường như biến mất không thấy tâm hơi, mang theo thần uy khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng mi tâm của lão quái vật. Nhanh như thiểm điện, khiến máu tươi lẫn xương vụn văng ra khắp nơi, kể cả thần hồn cũng bị chôn vùi trong nháy mắt, trúng động tất cả mọi người. Ai nấy da đầu tê dại, sần cả gai ốc. A đại với thân hình cao lớn, ánh sáng rực rỡ, trên thân khoác chiến bào minh thiết ánh đen lấp loáng. Tay cầm trường mâu màu đen, tựa như một vị chiến thần đứng sừng sững tỏa ra khí tức làm cho người ta sợ run mạnh quá cảnh tượng đấy làm chấn động biết bao người rất nhiều lão quái vật đều biến sắc cảm nhận được một luồng khí lạnh khủng bố vị tùy tùng ẩn mình bên cạnh cố trường ca có thực lực chắc chắn vượt qua cảnh giới chí tôn thật nguy hiểm cố trường ca mưu đồ quá lớn vậy mà trước đó họ không hề biết hắn vẫn luôn giấu giếm năng lực hơn nữa cuối cùng hắn có thân phận gì tại sao hắn lại nói vậy với hồng y nữ ma? Bọn họ không khỏi run sợ nhìn về phía cố trường ca, lại có người phát hiện, chẳng biết tự bao giờ trời đất bốn bể đã bị bao vây. Mỗi tất hư không tựa như bị đổ chì. Bọn họ trốn không thoát. Đương nhiên thiền hồng y hiểu hàm ý trong lời của hắn vừa rồi. Nhưng giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có thù hận, ngoại trừ hận ý thì không còn cảm xúc dư thừa nào khác nàng hận không thể giết chết nam tử trước mắt kia lệ khí lại tỏa ra tựa như biển máu ngập trời muốn phủ xuống người cố trường ca tại sao lại đối xử với ta như vậy tuy khủng bố đến thế nhưng cố trường ca chỉ vung tay áo lên áo bào rộng rãi như một khoảng vũ trụ được luyện hóa mà thành ẩn chứa sự tuyệt diệu vô tận các ngôi sao xoay chuyển bên trong hắn chế ngự toàn bộ lệ khí của thiền hồng y trời đất lại sáng tỏ hung diễm ngút trời trước đó không còn nữa, chút thực lực ấy không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn. Cố trường ca. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên nét mặt của rất nhiều người đều tỏ vẻ không dám tin. Không nhịn được trung giọng hỏi. Hiện tại, hồng y nữ ma lại cất giọng nói, lời ấy chắc chắn là nói cho cố trường ca nghe. Vậy chẳng phải, trước đó nữ ma đầu này bên ngoài thần thành cũng không phải lẩm bẩm một mình mà nhận ra được khí tức của cố trường ca là đang nói với hắn ư sau khi nàng rời khỏi tán uyên người vẫn luôn truy sát nàng thật ra chính là cố trường ca a đại giết chúng đi cố trường ca nghe vậy cũng chỉ tùy ý liếc nhìn đám người sau lưng không nói gì thêm ra lệnh cho a đại hắn vốn không định để những kẻ đó sống tiếp cho nên để chúng biết thêm chút chuyện cũng chẳng sao cả Vâng, chủ nhân. A à, đại tuân mệnh, đôi con ngươi lạnh lùng dị thường. Trường mâu đâm ra một cái rơi xuống, xuyên qua vòng trời, tựa như ánh thương diệt thế, hư không ngưng động mang theo sắc đen vô cùng vô tận, phủ xuống mọi người. Cố trường ca. Ngươi có ý gì? Một lão quái vật thầm kinh hải, phất tay nổi lên sóng to gió lớn, không nhịn được muốn lùi về phía sau tránh né. Quỳnh, nhưng tốc độ trốn chạy của lão vẫn không bằng tốc độ ra tay của a đại hiện tại không gian dường như bị đông cứng lại căn bản không thể trốn thoát lão dùng tất cả thủ đoạn biến ra hết thảy đạo pháp và thần thông nhưng vẫn tuyệt vọng không ngờ hôm nay lại rơi xuống bước đường này trong lòng tràn đầy bất cam và hối hận sớm biết vậy đã không đuổi theo hồng y nữ ma máu thịt văng ra theo tiếng thiên khung chấn động bác phương rền vang Lá trắng màu vàng do lão quái vật tế ra bị nổ tung, bị một thương của A Đại xuyên qua, ngay sau đó cả người giống như sâu mức bị xiên thủng giữa không trung. Sau đó cánh tay A Đại hơi rung lên, lập tức bộc phát ra sức lực khí huyết vô tận, mưa máu ngập trời, xé tung cổ thi thể, chia năm xẻ bảy. Những kẻ còn lại cũng nhao nhao biến sắc, thần hồn run rẩy, giận dữ mắng thầm cố trường ca nhưng lại khó nén nổi nỗi sợ hãi, lòng mang lo sợ, cả người lạnh lẽo lời của cố trường ca nói với thiền hồng y khiến bọn họ kinh hãi nhưng giờ cũng chẳng kịp suy xét đến chuyện ấy nữa giờ bọn chúng xem như đã gặp phải mối nguy lớn nhất từ vô số năm tu đạo cho đến nay tu vi của a đại đã đạt chuẩn đế cảnh lấy trạng thái bây giờ của hắn giết hết mọi người ở đây vốn không thành vấn đề chớ nói đến hiện tại rất nhiều người đã bị hao tổn bản nguyên pháp lực đã tiêu hao quá lớn không còn ở trạng thái đỉnh phong nữa Cố trường ca quay đầu nhìn đám người đã sợ muốn chết, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, tùy ý nói, đến tận bây giờ chẳng lẽ chư vị còn chưa nhìn ra ư? Nàng không phải người các ngươi muốn là được. Cố trường ca, ngươi. Ngươi dám cấu kết với hồng y nữ ma, lừa giết chúng ta. Chẳng lẽ trận pháp kia cũng là ngươi động tay động chân. Mấy lão quái vật phản ứng rất nhanh, cảm giác khí tức của cố trường ca từ đầu đến cuối không thay đổi gì nhiều sắc mặt của bọn họ tái nhật khó coi, đồng thời còn xen lẫn nổi hoảng sợ, bất an và phẫn nộ. Chỉ chớp mắt bọn họ đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, vừa giận vừa sợ, vì sao lúc đó hắn lại chủ động đòi phụ trách trấn thủ mắt trận. Hóa ra hắn còn có mưu đồ khác, cố ý làm như vậy. Sở dĩ bọn họ cảm giác được pháp lực tiêu hao kinh khủng. Khó mà tiếp tục chống đỡ, đoán chừng cũng là do cố trường ca âm thầm dở trò nhưng bọn họ lại không hề nghi ngờ gì hắn cho tới tận bây giờ mới vỡ lẽ việc ấy liên quan mật thiết đến cố trường ca ban đầu ở đáy tán ma uyên là ngươi cố ý thả nữ ma đầu ra sao cố trường ca ngươi là tội nhân thiên cổ hôm nay bao nhiêu thế lực chí cường giả vì người mà chết sau khi ngươi chết đi sẽ vĩnh viễn không được luân hồi không được siêu sinh một đám cổ tăng theo phật lúc này cũng phản ứng lại sắc mặt hết sức khó coi đã khó duy trì sự bình tĩnh thường ngày, nhao nhau trợn trừng mắt. Đồng thời tế ra từng kiện Phật khí, trong phút chốc nơi đây bừng lên ánh Phật quan chói mắt, chiếu rọi bát phương thiên khung một vùng chói lọi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1206 Tuyệt vọng Từng vị Phật đạo hiển lộ Pháp thân cao cả vạn trượng, tiếng tụng kinh sen lẫn nộ nhãn kim cương, Phật đà từ bi, Bồ Tát. Từng hư ảnh hiển hiện trong không gian, tụng kinh niệm phật muốn siêu độ vong hồn đây là phật pháp khó mà tưởng được có nguyện vọng độ hóa chúng sinh chính là thần thông chí cao của phật sơn tất cả cổ tăng đều vô cùng phẫn nộ họ cứ tưởng rằng cố trường ca có mưu đồ với món thiền y kia hóa ra đều là lầm tưởng cả mục đích của hắn lại là thả hồng y nữ ma ra còn thuận tay hãm hại họ thù ấy sao có thể nhẫn nhịn được dù sao thì hôm nay chư vị cũng phải bỏ mạng ở đây thần hình câu diệt thôi cố trường ca cười nhạt lời nói tùy tiện như bóp chết mấy con kiến nhỏ sau đó quay về phía thiền hồng y nói đều là chuẩn bị cho ngươi cả đó trong mắt thiền hồng y nổi lên lệ khí kinh người đôi mắt lạnh lùng vô tình nhìn chăm chăm hắn nhưng sát khí đáng sợ ngập trời lại hóa thành làn mây màu đỏ như máu bay về phía sau lưng nhưng đối mặt với rất nhiều mệnh bản nguyên cường đại và âm thanh tụng kinh phiêu tán. Nàng thật sự khó mà chịu được. Nhất là trạng thái hiện tại cũng không được tốt, vết thương cũ tái phát, cơ thể lộ ra rất nhiều vết trạng. Ta sẽ giết ngươi. Nàng lại cất tiếng nói, sát khí kinh thế, không mang bất kỳ tình cảm nào. Vậy ngươi cứ thử xem, ta cũng muốn biết, đã bao năm trôi qua rồi, cuối cùng ngươi có tiến bộ chút nào không? Cố trường ca hời hợt lắc đầu, vẻ mặt không chút biến hóa. Sau một khắc, nàng kêu một tiếng, lực thôn vệ đáng sợ truyền đến, tinh vực chấn động, giữa trời đất lập tức xuất hiện một con sói màu đỏ. Đây là nơi rất nhiều mệnh bản nguyên tụ hội, mỗi cổ mệnh bản nguyên đều như tinh hà mênh mông, rơi xuống bên dưới. Nàng đang nuốt những mệnh bản nguyên cường đại kia. Khí tức toàn thân không ngừng bành trướng, lập tức phá tan thân thể, nhưng rất nhanh lại tái tạo lại, trở nên trắng nõn nhẵn mịn, sáng láng như tuyết. Thấy một màn ấy, trên mặt Cố Trường Ca lướt qua một cảm xúc kỳ lạ, trong lòng nhẩm tính thời gian. Cái gì? Hồng y nữ ma cũng là do Cố Trường Ca thả ra sao? Một đám lão quái vật đang chém giết nghe được mấy vị Phật Sơn cổ tăng nhắc đến, càng thêm kinh hãi. Đồng thời không ngừng lùi về sau tránh né, không dám giao thủ trực tiếp với A đại bọn họ không ngờ việc hồng y nữ ma xuất thế lại liên quan đến cố trường ca họ còn cho rằng đây là do phật tử phật sơn gây nên xem ra đối phương bị bắt cổng nồi thay hắn nghĩ đến đây sau lưng bọn họ đều lạnh toát chuyện này có trời tận mắt mắt chứng kiến họ không dám tin chân tướng sự việc lại thành như thế không thể không nói nam tử đó thật sự che giấu quá tốt chỉ sợ bộ mặt thật của hắn từ đầu đến cuối không ai có thể thấy rõ Cố trường ca, ngươi làm vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Có người không kìm được cào thét. Hơn thế nữa, khi nghe được lời giữa cố trường ca và hồng y nữ ma rằng tất cả mọi người ở đây đều là hắn chuẩn bị cho nàng, trong lòng đều lạnh lẽo, sợ hãi tới cực điểm. Báo ứng ư. Vậy ta có được tính là báo ứng của các ngươi không? Cố trường ca quay đầu nhìn lão quái vật đang nói chuyện, tay áo cuốn lên. Một đạo màu vàng phá không mà tới, nháy mắt xuyên qua mi tâm kẻ nọ, mơ hồ nhìn thấy một con thần điểu màu vàng lướt qua. Đây là nguyên thủy chân vũ có được ở bạch yêu giới, trước kia thậm chí có thể đỡ được đế khí huyền dương thiên đao. Cho nên chỉ trong một khắc đã kết liễu lão quái vật đó, cả tính mạng lẫn thần hồn đều cùng tan biến. Đây là chân vũ phẩm chất đế cảnh, kiên cố khó mà hủy hoại, còn đáng sợ hơn những món đế khí khác, cảm giác thực lực của cố trường ca thậm chí còn vượt xa thân ảnh màu đen kia cố trường ca ngươi cấu kết với nàng ta tội này đáng chết bây giờ một đám cổ tăng cùng dết tới đây tự như nộ nhãn kim cương bọn họ phật pháp cao thâm khuôn mặt nén giận mắt thấy độ hóa không nổi a đại bèn chuyển mục tiêu về phía cố trường ca họ cầm trong tay các loại phật bảo vô cùng cổ kính tỏa ra hào quang vô tận tự như tinh thần bao phủ lấy cố trường ca công nhưng nương theo một tiếng tháp âm khủng bố vang xa bất tận, xuyên qua chân trời. Một tòa tiểu tháp kim sắc hiện ra trên đỉnh đầu cố trường ca. Đây là trưởng thiên tháp, cao cỡ 9 tầng, từng nét tiên văn cổ xưa hiển hóa, từ từ rơi xuống. Trong nháy mắt có kim quang mênh mông ào ào tuôn ra không ngừng, thân tháp cổ kính mà tự nhiên, chỉ khẽ chấn động đã khiến đám cổ tăng thổ huyết văng ngược ra ngoài, không thể đánh đến trước mặt cố trường ca. Cái gì? trưởng thiên tháp rơi vào tay cố trường ca rồi. Bọn họ chấn kinh, hiện tại mới nhớ ra đồ trên người cố trường ca có thể nói là vô số, đến cả trưởng thiên thập khí cũng có nhiều món nằm trong tay hắn, quy năng phòng ngự của trưởng thiên tháp làm sao có thể dùng một từ đáng sợ mà miêu tả được. Nghe đồn rằng, trưởng thiên tháp là vật từng chấp áp khí vận tiên cung. Dù sao cũng phải chết, việc đến nước này, chư vị cần gì phải giải dụ vô ích. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí dường như đang tiếc hận thay họ. Một khắc sau, trong tay hắn chợt xuất hiện trường đao màu đen. Quy tắc công phạt đế đạo hiển hiện, hiện mênh mông cuồn cuộn, giống như tùy thời có thể hóa thành một vị đế giả cái thế. Đao khí màu đen mênh mông quét ngang, vần sáng lóe lên. Một phù văn to lớn nặng nề ngưng động, quét sạch trên trời dưới đất. Mang hàm ý sâu xa của đại đạo, hóa thành sức công phạt, chỉ trong nháy mắt, đám người Phật Sơn không ngừng thổ huyết từng kiện Phật bảo lấy ra lần lượt tan vỡ, tất cả đều không phải đối thủ của cố trường ca. Cho dù là người thành đạo, đối mặt với một đao kia cũng phải biến sắc tránh lui. Bây giờ người có tu vi cao nhất trong đám người Phật Sơn cũng chỉ đạt cảnh giới chuẩn đế cảnh tam trọng thiên, cách thành đạo giả còn xa lắm. Trong nhất thời, nơi này mưa máu ngập trời, rất nhiều người kêu thảm, nổ tung. Mang theo sự hối hận tuyệt vọng với không cam chịu, thần hình bị câu diệt chương 1207 Hai nhân cách Thiền Hồng Y vẫn lạnh lùng quan sát tất cả, nhìn hắn giết hết mọi người. Đồng thời nàng cũng đang thôn vệ mệnh bản nguyên nơi đây, làn khói màu đỏ máu phóng lên tận trời cao, che rập bát phương, tụ về phía nàng. Sương máu phiêu đảng, rất nhanh nơi này cũng chỉ còn lại hai người họ, cùng với A Đại đã ngoan ngoãn thối lui, cố trường ca thu lại huyền dương thiên đao, thân hình hạ xuống từ trên không trung, vạt áo phiêu phiêu, không nhiễm bụi trần, không mảy may nhìn ra được hắn vừa giết người. Hắn tùy ý cười, dáng vẻ như đang ôm lại chuyện xưa với cố nhân, đồng thời đi về phía thiền hồng y. Nàng thấy hắn đi tới, trong đôi mắt lại hiện lên lệ khí đáng sợ, hận ý tận xương tủy, sát khí mênh mang, phá nước trời cao. Ta muốn giết ngươi. Nàng chỉ nói vỏn vẹn một câu không có tình cảm khí tức lạnh lùng vô tình lại khủng bố tràn ra từ trên người, tự như muốn quay lại bộ dạng đại sát tứ phương vừa rồi. Sau khi cắn nuốt rất nhiều mệnh bản nguyên cường đại ở đây, thương thế của nàng thật sự đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chỉ có thể hơi áp chế vết thương cũ. Có điều, so với lúc vừa rời khỏi tán ma uyên thì đã tốt lên rất nhiều. Nhưng sau một khắc, trên gương mặt chưa từng thay đổi của nàng lại xuất hiện biến hóa, ngươi, thiền hồng y nhìn chầm chầm cố trường ca, trên gương mặt chất đầy lệ khí, cảm nhận được có thứ khác lẫn vào trong những mệnh bản nguyên cường đại này. Chính là những thứ này khiến cho hiện tại nàng không thể dùng được pháp lực. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng trong chốc lát, nàng có thể hóa giải rất nhanh. Nhưng chốc lát lại có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Có phải cảm giác mình không dùng được pháp lực không? Vậy cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Cố trường ca chú ý tới chút biến hóa trên gương mặt của nàng, không khỏi mỉm cười. Sau đó lòng bàn tay hiện ra một kiện thiền y màu vàng trắng, phía trên có rất nhiều Phật quan tỏa sáng. Giống như từng vị cao tăng đắc đạo ngày đêm tụng niệm Phật Kinh, gia trì Phật Pháp. Phật quan chiếu rọi phổ độ. Chiếu xuống gương mặt thiền hồng y, từng chút lệ khí tản đi, tựa như tuyết động gặp nắng gắt. Giờ khắc này, xung quanh thiền hồng y bốc lên ánh sáng, Phật quan vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nở rộ không ngừng, giống như muốn gột rửa hết ma khí trên người nàng. Đã giết nhiều người như vậy, lệ khí tiêu tán đủ rồi, chắc có thể bình tĩnh lại. Cố trường ca liêm diêm mắt, phát thiền y lên người nàng, lệ khí tản đi từng chút một, tựa như khói xanh phát ra tiếng xèo xèo, gương mặt mang lệ khí của thiền hồng y dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hơi mê mang nhìn tứ phía, tự hồ rất nghi hoặc nàng lại nhìn bàn tay và váy áo nhuốm máu của mình càng mờ mịt hơn sư sư phụ thiền hồng y nhìn về phía nam tử trẻ tuổi trước mặt cảm nhận được khí tức quen thuộc nhịn không được thầm nói đây là người vô cùng quan trọng đối với nàng mặc dù nàng đã quên rất nhiều thứ nhưng hai chữ đó tựa như dấu ấn khó phai mà bật thốt lên một cách tự nhiên mệnh trung chú định không cách nào xóa bỏ nàng giơ bàn tay mảnh mai trắng nõn tựa như ngày thường muốn đưa tay với lấy. Nhưng đến nửa chừng lại rụt về theo quán tính, nhìn thoáng qua nơi đây có trận văn sáng lên, đánh về phía nàng. Nơi đây đã ở bên ngoài rồi. Cố trường ca mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng. Sau đó lấy khăn theo sạch sẽ từ trong ngực ra, cẩn thận, dịu dàng lau đi vết máu trên gương mặt và trên tay nàng. Thiền hồng y mê mang nhìn khắp tứ phía, đôi tròng mắt như bảo thạch màu đen, không tì vết lộ ra sự mơ hồ nghiêng đầu tóc đen rủ xuống bên ngoài sư sư nàng bỗng rụt tay lại giọng nói yếu ớt hắn nhìn vết trạng nơi xương tay của nàng thương thế trên đó không biết lưu lại từ lúc nào đã rất lâu rồi rất khó khép lại trước đó còn bị rất nhiều khí tức hỗn tạp ăn mòn giờ đánh xong một trận lại nước ra nhìn mà kinh hãi Trạng thái trước đây của nàng vốn không cảm nhận được đau đớn, trong lòng chỉ có vết chóc vô cùng vô tận. Dù là thân thể rạn nứt, thần sắc cũng không có gì thay đổi, không biết thế nào là đau đớn. Nhưng giờ đây nàng có thể cảm nhận rõ được những đau đớn này. Sắc mặt hơi tái, cắn chặt răng. Rồi lại mơ hồ, dường như cũng không biết vì sao lại đau đến thế. Cố trường ca thoáng im lặng. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Sau đó, sắc mặt của hắn lộ vẻ nhu hòa, từng tia pháp lực ôn hòa hội tụ lại, hóa thành tráng mây, chứa đựng tạo hóa nở rộ như đóa sen xanh, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Từng. Không. Không đau. Trên thương thế, từng sợi khói xanh hiển hiện, theo tiếng xèo xèo nàng nhớ lại trước kia từng đánh nhau với người ta, vì vết thương rất đau không chịu đựng được mà bị sư phụ trách phạt. Cho nên dù đau lắm nàng cũng phải nói không đau. Cố trường ca nhìn nàng, khẽ lắc đầu, biết nàng vì sao lại nói như vậy. Theo cái nhìn của hắn, trong thời gian dằn dặt vô tận bị phong ấn ở Tán Ma Uyên, sở dĩ thiền hồng y bị phân thành hai nhân cách có liên quan mật thiết tới điều này. Không biết đau đớn, không sợ đau đớn, chỉ có thù hận, nhưng lại có thể chống lại sự cô đơn đằng đẳng vô biên và tổn thương. Sau đó, cố trường ca mang theo thiền hồng y biến thành cầu vòng rời khỏi nơi đó. Nơi này huyết vụ phiêu đảng trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm vẫn là tuyết phủ trắng trời và binh khí sức mẻ tứ tán giờ đã hóa thành tử địa phế tích trên đường đi thiền hồng y đều mơ hồ có rất nhiều chuyện không thể nhớ nổi lại có rất nhiều chuyện vĩnh viễn không quên sư sư phụ người tại sao lại bỏ hồng y ở đó người người cũng không chịu tới thăm ta ta rất nhớ người hồng y rất ngoan mà người người đừng bỏ ta một mình được không, ở đó tối lắm. Chương 1208 Thật nực cười. Lần này, đồ ma đại hội trong thần thành, có thể nói hấp dẫn ánh mắt của gần như tất cả thế lực đạo thống trên thượng giới. Rất nhiều chí cường giả mang theo cấm khí đi đến, rất nhiều lão quái vật đã ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện cũng hiện thân, sắp săn giết hồng y nữ ma khí thế ngập trời. Mặc dù rất nhiều người chưa từng tham gia trong đó, nhưng vẫn luôn lưu ý chuyện này. Nháy mắt khi hồng y nữ ma hiện thân, đi vào thần thành, rất nhiều tu sĩ đã biết, xuất hiện trên bầu trời, từ xa ngóng nhìn cảnh tượng trong đó. Chỉ thấy nơi đó có hỗn độn quang ngút trời, ngay sau đó hỗn độn sương mù nồng đậm khuếch tán, tuyệt thế thiên âm tràn ngập, bao phủ bốn phương tám hướng khắp thiên địa. Nơi đó giống như trở thành thời kỳ cổ xưa nhất, đi tới trước khi khai thiên tịch địa, không thấy rõ cảnh tượng trong đó cho dù là tu sĩ vô cùng tinh thông thông thiên nhãn thì cũng khó có thể nhìn thấy một chút cảnh tượng trong đó, nhưng trong lúc mơ hồ lại có thể cảm nhận được nơi đó truyền ra ba động mênh mông cuồn cuộn, giống như có tuyệt thế trống trận bị gõ vang. Âm thanh vang vọng bốn phương tám hướng, đó là âm thanh chém giết và gầm thét. Thiên địa giống như cũng bị phá vỡ, càng không đảo ngược, nhật nguyệt mất ánh sáng, từng ngôi sao lớn vực ngoại rung rẩy muốn rơi xuống. Bầu trời như muốn đứt gãy, bắn ra ánh sáng vô lượng, có hào quang chói mắt diễn hóa các loại thần binh trí cường. Đó là rất nhiều binh khí của chí cường giả chìm nổi ở trong thiên địa, giống như mặt trời huy hoàng, giống như dòng sông cuồn cuộn, một tia khí tức có thể đánh nát sao trời ở vực ngoại. Nhưng ngay cả binh khí như thế, cuối cùng cũng truyền ra âm thanh răng rắc vỡ vụn, giống như bị đánh nổ tung. Cảnh tượng vô cùng kinh người như vậy càng làm cho người ta rung động và hiếu kỳ đến cùng cảnh tượng trong đó là thế nào? Tình hình chiến đấu như thế nào? Chưa nói đến kế hoạch săn giết hồng y nữ ma lần này có thể thực hiện được không, chỉ riêng trận pháp được bố trí trong thần thành đã rất huyền diệu. Cho dù là rất nhiều bất hủ đại giáo, thái cổ hoàng tộc, ý đồ lấy trọng khí trong tộc xua tan hỗn độn sương mù trong đó thì cũng rất khó nhìn rõ cảnh tượng ở trong. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Nhưng càng chờ đợi lại càng khiến người ta run sợ bất an. Nhưng sau đó, ngay khi trận văn phía trên thần thành mở ra, vô tận huyết quang chiếu rọi khắp bầu trời, thậm chí từ xa còn xuất hiện dị tượng. Trên trời rơi xuống mưa máu, vạn vật trên rỉ, hoa sen màu máu cắm rễ trên bầu trời, tỏa ra hào quang, từng ngôi sao rơi xuống. Thậm chí ở những vùng đất xa xôi, có vài tộc quần tổ tinh xuất hiện dị tượng đáng sợ, rất nhiều người bắt đầu khóc lóc cực kỳ bi ai nước mắt chảy ngang vô cùng bi thương đó là dấu hiệu chí cường giả bỏ mình từng cảnh tượng ấy chiếu rọi bốn phương tám hướng khắp thiên địa lúc này rất nhiều người mới kịp phản ứng sắc mặt biến thành vô cùng trắng bệch cảm nhận được hoảng sợ và run rẩy như thế xem ra có lẽ đồ ma đại hội lần này sẽ không thuận lợi dị tượng khủng bố như vậy đã vô số năm chưa từng xuất hiện bây giờ còn là lần đầu tiên khiếp người như thế bầu trời đều bị chiếu rọi thành huyết sắc mưa máu như trút nước sau đó từ bên trong truyền ra âm thanh trùng sát từng thân ảnh kinh khủng tóc tai bù xù vô cùng sợ hãi máu me khắp người không ngừng từ trong thần thành xông ra mở ra thông đạo không gian lập tức bỏ chạy loại cảnh tượng này càng làm cho đám người ở phía xa nhìn thấy không khỏi kinh hãi ngạc nhiên nhất là khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một người vô cùng kinh khủng bị một chưởng ấn huyết hồng sắc đuổi theo phía sau bao trùm, sau đó nổ tung giữa trời làm bọn hắn càng sợ hãi, toàn thân lạnh như băng. Chuyện sau đó, xem như chứng thực suy đoán của đám người. Đồ ma đại hội lần này oanh động thượng giới. Nhưng rất nhiều người cũng không ngờ lại lấy phương thức như vậy để kết thúc. Thật nực cười, đại hội đi săn hồng y nữ ma, kết quả trở thành đại hội chịu chết. Rất nhiều chí cường giả của thế lực đạo thống chết thảm trong đó, hình thần câu diệt, bao gồm binh khí cũng đều bị đánh nổ tung, trong đó thần chi đều đã chết thảm, không ai còn sống. Thần thành cổ xưa đã từng huy hoàng, hà khí trùng thiên, thác nước màu bạc treo ngược. Thế nhưng lại trong vòng một ngày biến thành tử địa. Khắp nơi có thể thấy được mảnh vụn của thi hài và binh khí, ở một số khu vực còn lưu lại dư ba chiến đấu lúc ấy tu sĩ tu vi hơi yếu một chút tới gần rất có thể bị dư ba lưu lại này tiêu diệt ngay cả huyết dịch của cường giả bỏ mình lúc ấy cũng ẩn chứa thần uy khó có thể tưởng tượng trật tự tỏa liên sen lẫn một giọt là có thể xuyên thủng vô số sơn mạch nhưng cũng có rất nhiều người chú ý tới rất nhiều sinh mệnh bản nguyên nơi đây đã bị thôn vệ trống không cho nên bọn hắn suy đoán rất có thể cuối cùng hồng y nữ ma đã rời khỏi từ cảnh tượng này có thể thấy được trận chiến lúc ấy tàn khốc và khủng bố như thế nào. Hồng y nữ ma không biết tung tích, cũng không có ai biết nàng đã đi đâu. Mà trong trận chiến này, có thể nói rất nhiều thế lực đạo thống thượng giới tổn thất nặng nề. Rất nhiều lão quái vật ôm lòng săn giết Hồng y nữ ma, sau đó cướp đoạt một chút huyết nhục của nàng, cũng bởi vì vậy mà đẫm máu mất mạng. Cảnh tượng như vậy, có thể nói thảm liệt đến cực hạn không thấy bất kỳ đường sống nào. Tất cả phù văn đều bị ma diệt, trận văn cuồn cuộn, thần quang nối liền trời mây, đã không ai có thể khống chế, khắp nơi toàn là nguy cơ. Một chút cường giả lúc ấy thấy thời cơ không ổn bỏ chạy, nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc ấy bọn hắn hơi do dự một chút thì chỉ sợ bây giờ cũng đã chết thảm trong đó, bước theo gót những người này. Chương 1209 Cố trường ca vẫn lạc liên quan tới trận chiến đồ ma đại hội lần này có rất nhiều thế lực đạo thống ý đồ lấy bí bảo hoàng nguyên tái tạo hoàn cảnh lúc ấy nhưng đều thất bại thiên cơ trong thần thành cực kỳ hỗn loạn các loại trật tự quy tắc đều bị đánh gãy khắp nơi sụp đổ kể từ đó chỉ có thể bằng vào những người đã bỏ chạy lúc ấy thuật lại trận chiến vừa rồi rất nhiều người thế mới biết hóa ra là trận nhãn xảy ra vấn đề bởi vì hồng y nữ ma ý đồ xông ra khỏi pháp trận nên đa dẫn đến trận nhãn thiếu khuyết nhân thủ đám người khó có thể tiếp tục duy trì trận pháp nếu không cũng sẽ không tạo thành cảnh tượng thảm liệt như vậy nói đến đây chính là thất sách trong lúc nhất thời trong rất nhiều cổ thành ở thượng giới đều có tu sĩ và sinh linh nghị luận việc này cảm giác tim đập nhanh và lo lắng cảm thấy hồng y nữ ma chưa chết hơn nữa tung tích của nàng khó tìm không biết đang ở nơi nào. Vạn Nhất nàng chợt phát hiện thân ra, đối với bọn hắn chẳng phải là một lần tai nạn mang tính hủy diệt sao? Một cơ hội tốt bao nhiêu, đáng tiếc bị mất rồi. Nếu lại phái thêm một ít nhân thủ đi thủ trận nhãn, không chừng có thể tiêu diệt hồng y nữ ma. Trong một tòa thành cổ, ngồi vị trí gần bên cửa sổ, mấy tu sĩ trẻ tuổi đang trò chuyện. Có nam có nữ, trẻ tuổi mà tinh thần phấn chấn mặc phục sức thống nhất rất hiển nhiên cùng đến từ đạo thống nào đó lúc này bọn hắn nghe nói chuyện đã xảy ra trong thần thành trong lòng có chút kinh ngạc và cảm khái loại chuyện này cách bọn hắn quá xa lấy tu vi của bọn hắn ngay cả tư cách ngắm nhìn cũng không có tu vi của những chí cường giả và lão quái vật kia đều là thâm bất khả trắc sống ngàn vạn năm tuế nguyệt nhưng những cường giả như vậy cũng chết thảm bỏ mình trong đó nghe nói trong số những người phụ trách trấn thủ trận nhãn ở thần thành lần này có phật sơn và trường ca thiếu chủ bên phía phật sơn đã truyền đến tin tức nói toàn bộ tăng nhân phái ra lần này đã ngã xuống hồn đang bị dập tắt mà trường ca thiếu chủ thì không biết tung tích rất nhiều người hoài nghi hắn cũng gặp phải nguy nan nhưng không biết là thật hay giả mấy người nam nữ trẻ tuổi nhẹ giọng trò chuyện ngay khi nhắc đến cố trường ca thì trên mặt bọn hắn đồng thời xuất hiện kính sợ và ngưỡng vọng nhưng trong những gì đã nói ra không khỏi có chút cảm thán và tiếc nuối bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy lần này cố trường ca lành ít dữ nhiều mặc dù thực lực của cố trường ca rất mạnh nhưng dù sao thì hắn vẫn là người trẻ tuổi so sánh với những lão quái vật kia thì vẫn non nớt hơn rất nhiều số tuổi còn chưa bằng số lẻ của người ta cho nên đối với việc cố trường ca lại tham gia vào trận đồ ma đại hội lần này rất nhiều thế hệ trẻ tuổi vô cùng khâm phục Chuyện này không chỉ cần thực lực, còn cần đảm lượng trước nay chưa từng có. Nhưng lần này, toàn bộ thần thành có bao nhiêu người lúc ấy phụ trách trấn thủ trận nhãn thoát ra, nghe nói càng dưới tình huống bản nguyên bị hao tổn giao thủ với hồng y nữ ma. Một trận chiến này, theo bọn hắn nghĩ phần thắng sẽ có thể lớn bao nhiêu chứ, càng xa vời, chỉ có điều bên phía Trường Sinh Cố gia còn chưa truyền đến tin tức hồn đăng của Cố Trường Ca bị dập tắt, cho nên cũng không biết sinh tử của hắn. Đương nhiên cũng có người suy đoán, Trường Sinh Cố gia giấu giếm tin tức này, khó có thể tiếp nhận việc này. Dù sao thì trình độ kinh diễm của Cố Trường Ca có thể nói là chiếu sáng toàn bộ thời đại vàng son, trước giờ có những người từng kề vai sát cánh với hắn thì cảm thấy hết sức tiếc hận. Tóm lại mỗi người nói một kiểu, rất nhiều thế lực đạo thống của thượng giới đều đang mật thiết chú ý việc này. Cố Trường Ca không bỏ mình, chắc chắn sẽ thành tựu chí cao một đời này tiên môn mở ra tiên đạo chi thương tất có một chỗ của hắn không biết tung tích có lẽ đã bỏ mình mà lúc mấy nam nữ trẻ tuổi này đang bàn luận một bên khác ngồi ở vị trí gần cầu thang một nữ tử mặc áo trắng mang theo mũ rộng vành đang ngồi uống rượu một mình nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo lại hơi nhẹ rung lên khuôn mặt của nữ tử áo trắng đẹp như tranh vẽ ngũ quan thanh lệ tuyệt mỹ con mắt đẹp như bảo thạch Mái tóc mềm mại, gương mặt xinh đẹp trắng muốt, lấp lóe động lòng người. Khi nói chuyện, tâm thần của nàng có chút bất an, lông mày nhíu lại thật chặt. "Ngươi không nên xem thường thủ đoạn của tên đó, cho dù người khác chết hết thì hắn cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Ngươi ở cùng hắn lâu như vậy, ngay cả chút chuyện này cũng không hiểu sao?" Lúc này, trong đầu nữ tử áo trắng lại vang lên một âm thanh khác, hình như rất không tin, có chút khinh thường ta chỉ là đột nhiên cảm thấy chuyện này hơi cổ quái vậy bây giờ chúng ta còn đi tìm hồng y nữ ma nữa không nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu hỏi như thế trước mắt chúng ta không biết tung tích hồng y nữ ma nếu đã như vậy trước hết mặt kệ đi lúc trước khi ta rơi xuống tán ma uyên đã nhận ân tình của nàng đạt được ma công cấm kỵ nói đến ta đã thiếu nàng một món nợ ân tình nếu nàng gặp nguy hiểm chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp một tay hơn nữa ta luôn cảm thấy ma công cấm kỵ thiếu chút gì đó nếu có cơ hội ta phải tìm nàng hỏi một chút trong đầu nữ tử áo trắng vang lên một âm thanh khác giải thích như thế vậy ta đến hỗn loạn tinh vực tìm muội muội ta trước đổi lại thân phận của hai ta chuyện bên phía cơ gia cũng phải xử lý một chút nữ tử áo trắng chính là tô thanh ca nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy rời khỏi trà lâu. Chương 1210 Chí tôn trẻ tuổi sở hạo Khoảng thời gian này, Tô Thanh Ca đi khắp nơi tìm kiếm con mồi cầu đột phá, Tu Vi cũng tiến cảnh rất nhanh, nhưng vẫn định lấy tên tuổi người thừa kế ma công. Trước đó tổ chức ma công làm nhiều chuyện như vậy, ví dụ như sát hại nhiều tuổi trẻ chí tôn, bao gồm truyền nhân của Bạch Hổ Nhất Tộc, truyền nhân Thiên Hoàng Sơn, vân vân. Những cái mũ này đều bị chụp trên đầu nàng nàng không thể không chú ý cẩn thận, để tránh gặp được những người truy sát người thừa kế ma công để báo thù. Tô Thanh Ca hơi không hiểu chính là, khoảng thời gian này, sức chú ý của đám người đó đối với người thừa kế ma công, rõ ràng nhỏ hơn trước đó rất nhiều. Bởi vì hành động của nàng so với tổ chức ma công gây nên thì có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Dần già, mặc dù người thừa kế ma công vẫn thường xuất hiện ở các nơi, nhưng mọi người lại là coi là bọn hắn thu liễm, đương nhiên lực chú ý cũng giảm nhiều hy vọng có thể nghe được tin tức tốt từ công tử hắn có nhiều thủ đoạn tâm tư kín đáo thế gian này đúng là rất khó có người có thể làm hắn bị thương trong lòng tô thanh ca yếu ớt thở dài trong đầu không kiềm chế được nhớ lại kỷ niệm lúc ấy ở chân tiên thư viện lúc ấy nàng kém chút nữa đã bại lộ thân phận cố trường ca lại nói với nàng như thế nào nàng không biết sau khi hắn biết thân phận người thừa kế ma công của mình thì sẽ cảm thấy như thế nào sẽ đối đãi với nàng như thế nào như người ta đã nói vào thời điểm đó để trừ ma và bảo vệ đạo thống thực hiện công lý giải quyết tai họa này đồng thời lúc đó ở giới bi hải sóng lớn ngập trời nước biển màu đen nặng như ngàn tỷ tấn ẩn chứa trong đó là huyền diệu vô tận giống như một phương thế giới đang lăn lộn nặng nề mà bàn bạc ở trong giới bi hải có rất nhiều hòn đảo lẻ tẻ tứ tán, phía trên hoặc là vết nứt không gian, hoặc là chính là thần đảo cổ xưa, trong đó có thiên địa, một chút tồn tại cổ xưa ẩn cư. Nơi xa xôi có thể thấy được từng chiếc từng chiếc thuyền lớn cổ xưa, trên đó đạo văn đang sen, sáng chói, đang vượt qua biển này, chống lại vô vi chi lực trong đó, muốn đi chinh chiến bát hoang thập vực. Cố Trường Ca, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Nếu ngươi chết trên tay hồng y nữ ma thật sự làm cho ta không khỏi có chút tiếc nuối một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng nho nhã thân mang trường bào màu lam dáng người thẳng tắp tóc đen như mực thần quang xen lẫn cả người tỏa ra sự tự tin trầm ổn trong mắt đang mở hí bắn ra từng sợi thần quang đạo hạnh cao thâm tay đặt trên cổ chiến thuyền sừng sững trong lúc nói chuyện hắn lắc đầu nhìn về phía bờ giới bi hải nơi xa chỉ cần đi qua khu vực phía trước này sẽ đến biên cương bát hoang thập vực. Phủ chủ, lần này cố trường ca mất tích, rất nhiều người đều cảm thấy hắn có thể đã bị hồng y nữ ma bắt đi. Hồng y nữ ma có thể nhờ vào đó bàn điều kiện với trường sinh cố gia, dù sao thì căn cứ theo lời đồn ngay lúc đó, hồng y nữ ma vẫn có thần trí. Một lão giả xuất hiện sau lưng nam tử trẻ tuổi nho nhã, cung kính bẩm báo. Khả năng này cũng không quá lớn, nhưng đã có khả năng này vậy thì đương nhiên cũng có khả năng còn lại, cố trường ca thật ra đã bị hồng y nữ ma giết chết. Chỉ có điều trường sinh cố gia không nguyện ý tiếp nhận mà thôi. Nam tử nho nhã khẽ lắc đầu nói, ngay khi nhắc đến cố trường ca, hắn hiếp mắt lại, có hận ý ẩn tàng cực sâu. Mặc dù hắn cũng hy vọng cố trường ca chết trong tay hồng y nữ ma, nhưng hắn càng hy vọng mình có thể chính tay đâm chết đại cừu nhân này. Lúc trước, Chuyện Chu Tước cổ quốc gặp phải tai và gió bay, bị hủy diệt, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại không giống ngày xưa, trước kia hắn còn cần phụ thuộc, chỉ là hoàng tử của cổ quốc nho nhỏ. Không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại, hắn đã là động chủ trẻ tuổi nhất của Thái Thượng Động Thiên, hơn 300 tuổi đã trở thành chí tôn, nắm giữ quyền thế ngút trời, đạo hạnh thâm bất khả trắc. Cho dù là chí tôn uy tín lâu năm, bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn phủ chủ nói cực phải cố trường ca vừa chết bây giờ thượng giới sẽ không còn ai có thể tranh đoạt danh tiếng với phủ chủ ngài nam tử nho nhã chính là sở hạo lão giả phía sau hắn nghe nói như thế thì không khỏi lộ ra ý cười cung kính nói lần này thái thượng động thiên lại lần nữa xuất thế dự định chinh chiến bát hoang thập vực trừ tìm kiếm thái thượng đồ đã từng lưu lạc ở phía bên kia ra mặt chuyện quan trọng khác chính là giúp sở hạo dương danh. Chí tôn niên kỷ mấy trăm tuổi, thiên phú này có thể nói là vạn cổ không có một. Cho dù là tuổi trẻ chí tôn còn lại của thế hệ này, ví dụ như bọn người lục quan vương quân diêu, thiên hoàng nữ, nhân tổ điện thánh nữ, vô song tiên triều trữ đế nguyệt minh không cũng rất khó chắc chắn nói mình mấy trăm tuổi có thể đột phá cảnh giới này. Cho nên sở hạo đủ để tự ngạo nhưng một kiếp này hết lần này tới lần khác lại xuất hiện quái vật cố trường ca niên kỷ còn nhỏ hơn hắn trăm tuổi mà phương diện tu vi lại tương xứng với hắn nếu so sánh với cố trường ca người khác chỉ sẽ cảm thấy hắn này không đáng nhắc tới nếu là người khác không chừng sở hạo còn cười đi qua cũng không phải rất để ý nhưng hết lần này tới lần khác người này là đại cừu nhân cố trường ca đường nguyễn đã từng thanh mai trúc mã với hắn cũng bị người này hãm hại dẫn đến quan hệ giữa hai người vỡ tan. Mỗi một chuyện đều làm cho hắn đối cố trường ca có thể nói là hận ý ngập trời. Ồ! Đúng lúc này, một âm thanh kỳ dị truyền đến, giống như một loại khí cụ nào đó gào thét ở trong thiên địa, xen lẫn trong đó là khí tức kinh khủng. Trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm mặt biển, đều dâng lên chấn động kinh khủng, không gian phát ra từng đợt gợn sóng. Nhưng âm thanh này chỉ có những người tu vi cao thâm mới có thể nghe rõ tu sĩ có tu vi hơi yếu một chút, lại có cảm giác tim đập nhanh. Vô cùng sợ hãi, giống như bị một loại khí tức nào đó càng quét qua, như muốn thu đi thần hồn của bọn hắn. Giờ khắc này, tính cả sở hạo và tất cả mọi người ở trên cổ chiến thuyền này đều có loại cảm giác nháy mắt cứng đờ, trùng mình, khó có thể động đậy một chút. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé